ở đây có hai con nhà, hai ngôi nhà, nhà ma. Một là ngôi nhà ma bên phải nè, nhưng mà người ta ở rồi, người ta không cho vô nữa. Mở cửa được không? Được, chắc được. Người ta mở cửa kìa, nó có mở cửa. Còn thứ hai là ngôi nhà ma bên dưới kia. Thì đi khúc nữa là anh nhìn bên kia thấy một cái ấy anh đi, chắc là đi chậm chậm để hoặc là sao đó ha. Cái này đầu, cái này là đèo Prenn đúng không? Dạ, đèo Prenn. Ngôi đèo này có rất là nhiều lịch sử, nó là ngôi đèo đầu tiên của người Pháp. Không, Alexander the Great đó. Còn nếu mà tối nay mình không ấy thì mình leo lên đây. Leo lên cái đường này. Thả xe đây, leo lên cái đường này. Mình đi xuống bình thường. Bây giờ chuẩn bị tới rồi. Bên kia đường á. Bên này đường có quả có nhà chứ không phải nha, bên kia đường. Gần đối diện với nhà này là bên kia đường. Chào các bạn nha. Hôm nay là tập số 55 trên kênh Challenge Discovery Thách Thức Tôi. Thì tập này nó cũng đặc biệt, như đặc biệt lắm, vì ở chỗ là tập này mình có kết hợp với anh Bob. Anh này thì ở bên Hoa Kỳ, bên Mỹ ấy, và về Việt Nam thì có kết hợp với mình đi khám phá. Và tập này là tập đầu tiên của khám phá của anh Bob. Thì các bạn biết Đà Lạt là nơi mà mình đang sống, thì có rất nhiều cái câu chuyện bí ẩn về cái nhà ma ở Đà Lạt. Thì cái nhà ma mà nổi tiếng nhất Đà Lạt đó là nhà ma giữa đèo Prenn. Thì tập này mình sẽ dẫn anh Bob đi khám phá lại tất cả những gì mà ngôi nhà ma này nó đồn đại lớn, đồn đại được rất là nhiều tại cái Đà Lạt này. Thì những câu chuyện mà trong cái clip đằng sau mình sắp kể ra cho các bạn xem ha. Thì những clip này, những cái câu chuyện này thì mình góp nhặt trên internet và mình cũng được nghe người dân kể lại thôi, chứ tính xác thực nó chưa có. Do đó mà đây là những câu chuyện mà người ta đồn đại, không biết có đúng hay không. Thì tập 2 thì các bạn sẽ thấy khám phá vào ban đêm tại nhà ma Đà Lạt, thì các bạn sẽ thấy tiếp nha. Thì nói chung là cái phong cách anh Bob nó khác hoàn toàn với mình. Thì hầu như là mình sẽ để cho anh Bob mình kể chuyện và để cho anh Bob cảm nhận được, và các bạn mời các bạn cảm nhận cùng Bảo khám phá lại cái căn nhà ma nổi tiếng nhất Đà Lạt, là căn nhà ma vô đèo Prenn. Thứ hai là trong cái tại sao mình nói là mình để anh Bob cảm nhận, vì thực ra trong rất nhiều chuyến hành trình thì mình đã tới cái ngôi nhà ma này rất nhiều. Và mình có những clip, mình có làm một cái tập series, các bạn có thể coi lại trên kênh Challenge Discovery Thách Thức Tôi á. Thì mình có một cái series về bí ẩn đèo Prenn Đà Lạt, những ngôi nhà ma ở đèo Prenn á. Thì mình có một cái series gần 5-6 tập gì đó, thì các bạn mời các bạn xem lại. Và có những cái tập ngủ tại nhà ma này. Và hiện tại thì nhà ma nó được cái người đầu tư người ta thay đổi, sửa chữa để làm một cái quán hay là làm cái gì đó, nơi thờ tự tâm linh, không rõ. Nhưng mà nó đã có thay đổi vào năm 20. Thì mà các bạn cùng Bảo tập trước, trong tập trước á, thì mình nhớ tập là 40 mấy á, thì mình có cùng với anh Phương tại thành Sài Gòn khám phá về nhà ma Đà Lạt lúc khoảng 6 giờ tối. Thì anh Vương có kể lại cho các bạn tập đó, các bạn xem rồi nha. Các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem lại clip đó. Và tập này thì mình kết hợp với anh Bob. Thì tập trước anh Vương thì đi năm 2019, và tập này thì mới đi mùng 7 Tết.
Thì hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng với anh Bob, cùng với mình, và để tìm lại những bí ẩn mà người ta đồn đại tại nhà ma này. Cho vô không cái chứ. Xin mừng đảng lên. Rồi, em kéo lên thôi. Lên luôn hả? À, hôm nay để xe đây. Thế là cái đầu đều phê này hả? Ừ. À, hấp dẫn rồi. Mọi người, hiện tại thì Pop TV đang ở đèo Friend, là một trong những địa điểm có thể gọi là nghi ngờ thôi nha, có ma rất nhiều ở tại Đà Lạt. Thì bữa nay mình may mắn có được làm quen với một cái bạn trẻ này, là một hướng dẫn viên của mình, sẽ giúp cho mình tìm hiểu về cái đèo Friend ngày hôm nay. Thì như em nói với anh á, hiện tại là mình đang ở đèo Friend đúng không? Đúng rồi, đèo Friend. Cái đèo này là cái đèo nghi ngờ là có nhiều ma ở Đà Lạt. Cái nhà trên ở trên này là nói chung là nó bỏ hoang lâu. Và thứ hai có những cái chuyện tích hồi xưa, ví dụ như là cái nhà này là nhà của người Pháp. Cái nhà nhà của người Pháp. Sau đó thì cái ông quan Pháp đó, ông uống rượu say. Cái người làm. Người làm. Thì xong rồi ông chôn ở sau nhà. Wow. Thì dẫn đến tình trạng là bây giờ xong rồi sau này ông bị bỏ, ông gọi là sau thờ Pháp á, thì ông cái nhà bỏ hoang, thì dẫn đến tình trạng là bây giờ là cái nhà người ta đồn, và cái nhà này là cái nhà nổi tiếng nhất là về chuyện tích về ma ám. Ok, anh hiểu rồi. Thì cái nhà này nè, hồi xưa á là nó không như bây giờ, nhưng bây giờ có nhiều công ty du lịch đó, người ta vô đây người ta đầu tư. Nhưng đặc biệt ở chỗ nè, đầu tư thì đầu tư xây làm lại nhà mới. Có nhiều bạn kêu là tại sao đó là nhà mới mà tại sao là bị, nhưng thực chất là cái nhà mới đó nó vẫn bị gọi là không hiệu quả, kinh doanh không hiệu quả, kinh doanh không hiệu quả vì vong theo, đúng không? Ý mình vậy. Tức là ý là người ta là vậy, không biết là có phải đúng hay không. Thì đó là tới giờ vẫn bỏ hoang tới giờ. Mới đây thì nghe nói là làm cái quán cà phê nhưng mà không thành. Bây giờ em nghĩ mình vô chổng được không? Giờ chắc là đi vô bình thường, thấy mọi người đi vô bình thường. Ok, thì đi vô thôi, anh hỏi ơi. Ok mọi người, bây giờ Pháp sẽ tiến vào căn nhà. Thấy rất nhiều bạn trẻ chạy xe một cách vui vẻ, thoải mái. Thì để mình hỏi những bạn trẻ đó có nghe cái chuyện này chưa? Coi những bạn trẻ nói như thế nào ha. Nhà này mới lát hết nè, mới làm lại hết. Năm nay mới làm lại hết. Đây. Mới đó chắc là bắt đầu là những cái chương trình gì ở đây này không biết. Ok. Tức là anh nói là mới làm lại cái nền thôi. Làm lại cái nền, tất cả nhà là mới làm nữa. Ok, hiểu rồi. À, đây là gỗ cũ của nó hồi xưa nè. Ủa hồi xưa thờ Phật luôn hay bây giờ mới thờ Phật gần đây thôi? Thì sau cái cuộc quan Pháp thì sau này người ta mới thờ Phật. Ồ. Trước đó người ta không thờ Phật. Trước đó người ta không có gì. Ok, anh hiểu rồi. Để anh hỏi thử bạn này coi. Cho mình nói chuyện bạn xíu được không? Mình tên là Lân. Mình có kênh YouTube ở bên Mỹ á. Con người ấy nha. Chờ có chứ. Vừa cái nhà này người ta đây xong. Đây là khám phá nhà ma á hả? Em nghe nói rồi, em nghe tao chứ. Nhà ma giờ ta dọn lại, ta sơn lại rồi, còn ít lắm. Nhưng mà em nghĩ có ma ở đây không? Không hả? Không có. Đó là đồn đại thôi. Nghe là đồn mà không có. À. Em vô đây thấy ổi đồ ăn ngủ đây cũng được. Em có đồ trên đó luôn. Hả? Vậy à?
em có chủ bên kia hả? Em vô đây lâu chưa? Tức là em lớn từ Đà Lạt đúng không? Em vô đây nhiều lần rồi. Dạ nhiều lần rồi. Ok. Không có ma đâu, đảm bảo một câu cho em vô. Ok, ok thì một người nói các bạn nha, thì mình để mình hỏi chủ nhà luôn. Chủ nhà không đây? Hình như chủ nhà. Dạ cô ơi. Dạ cô. Dạ cô cho cháu nói chuyện xíu được không ạ? Có chủ nhà không ạ? Dạ cô có là chủ nhà không ạ? Sao? Dạ cháu có một cái kênh truyền hình bên Mỹ đó. Thì cháu nghe đồn là cái nhà này có ma. Đi nhưng mà cứ đi cho mình thích cái bà mẹ thì mình đi cái đó. Mình thích đi tham quan thì mình cứ đi tự do thôi. Dạ không, nhưng mà con hỏi cô là theo cô ở đây á, con nghĩ nhà này có ma không? Nhà mày có ma không? Ở trong nhà mày có ma không? Con không nghĩ không có. Mày ra cái điện cái thấy ma không? Không. Hơi khó tính thật. Vậy tức là cô đã trả lời là không có không cô ha? Cô không biết. Thôi. Thôi đừng này. Mày muốn mình sẽ có hay không? Tối nay mình ngủ lại đi. Dạ. Cứ tự tìm hiểu mà. Nay cô chỉ có giữ ở lại giữ thôi. Cô không biết gì đâu. Ồ. Ồ tức là cô chỉ giữ đây thôi. Ủa vậy mấy anh chị là khách tham quan hả? Ồ khách tham quan luôn. Thôi nha chị. Mới đi. Có không thì đêm nay cứ ngủ lại đi. Dạ. Dạ. Có chiếu đồng hoàng mà. Ủa con hỏi cô cái này một câu thân mật là tại sao cho ngủ dễ đi con ha? Tự nhiên muốn ngủ là ngủ hay là có làm giấy tờ gì mới được ngủ không cô? Bên Mỹ nó khác á cô. Bên Mỹ là người ta phải có cái gì giấy tờ người nào ạ? Ồ. Thì đây là ai mà cứ lỡ lên thì cho là ta ngủ qua đêm có gì đâu. Ồ, vậy cũng dễ dàng con ha. Thôi mình đi khám ấy ta. Ok. Không cho con hỏi cô vài câu được không ạ? Dạ cái này là con hỏi thật lòng luôn. Dạ không có ý gì. Dạ là cô làm ở đây bao lâu rồi cô ha? 5 năm. Cô 5 năm rồi. Và tức là cô ở đây là nguyên một tức là cô ở đây qua năm suốt tháng luôn. Wow. Thì xin hỏi lại có một lần nữa cũng hơi kỳ tí xíu, theo cảm nhận của cô là có gì không hay là không có gì hết? Cô không biết. Cô không biết hả? Dạ. Vậy con đi tham quan được không cô ha? Cứ đi tự do đi. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Đâu có phải là ai cũng thấy được đâu, mình tu đi. Dạ. Yeah. Tu không phải là cạo đầu với là tu. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Mà cũng không phải cứ ăn chay với là tu, mà cũng không phải cứ mặc cái áo nhập Phật với là tu. Dạ. Yeah. Tu tâm. Dạ. Yeah. Vậy cô hỏi em có biết ở đâu có một ngôi chùa lớn không? Không. Chùa Ba Vàng hả? Ở khu vực này hả cô? Tất cả ở đâu cũng được. Không biết không? Xin lỗi cô là không biết. Thân xác mình là một ngôi chùa, đúng không? Vậy em thấy ở đâu có một vị tượng lớn? Cô nói cạp siêu cũng không biết rồi. Chư Phật ngự tại thân. Dạ. Thân xác mình là một ngôi chùa, chư Phật ngự tại tâm. Em cứ em có sẵn ngôi chùa rồi, em có cả ông Phật ở trong này rồi, em cứ thêm tu. Dạ. Ừ. Cảm ơn cô. Thì con đi một vòng cô ha. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Mình là cái kênh bên TV. Có thấy hay vậy? Tại vì con của mình xem. Ồ, chào em. Dạ. 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 Lại bắt tay với anh. Dạ. Thích coi kênh của anh thì bắt tay. Ngoài dạ không? Dạ. Ừ. Hâm mộ. Ok. Dạ. Cảm ơn. Đúng rồi, giờ này anh hơi ốm tí xíu. Đây còn một căn nữa mà. Còn cái nhà mai. Cái thư đi. Ok. Bên kia sao anh? Bên trên nào? Trên bên kia cô cũng coi luôn á, hỏi chút hỏi thăm cô. Ở trên nhà bên kia đúng không anh? Cũng nằm trên đường Đèo Ren luôn. Không, ủa anh là anh ở đây luôn hả? Anh đi du lịch mà. Ồ, đi du lịch. Ồ, là từ Sài Gòn hả? À, Sài Gòn. Ồ, ok. Nhà trên kia có được tham quan không nhỉ anh? Cô thì cô cũng coi á, nhưng mà là cô có tham quan. Cô có khóa cổng rồi. À, có phải khóa cổng rồi cô? Ở trên nhà. Cô về thì cô mới mở. Nhà trên này, nhà trên kia cô? Nhà trên kia, đi ra đường cái đi lên khoảng một cây số nữa, bên tay trái thì kìa còn một căn nữa. Là khóa cửa rồi phải không cô ha? Dạ, dạ, cảm ơn. Chào em, hai em nha. Rất vui gặp hai em. Cảm ơn hai em. Cảm ơn. Dạ dạ, có xin phép. Đi ha. Đi vòng lên đây được. Được không? Hay là vòng đây hả? Hay đi. Thôi đi lên được đi.
có dép gì không em? Anh coi đi. Người ta ngồi sửa nhà. Tại khu này mới kính mới hết nè ha. Ừ. Thường sửa lại hết rồi. Thờ cũng đàng hoàng ha. Coi chứ những thờ cũng đàng hoàng. Đây là cái hiện tại bây giờ thay đổi này ha. Thay đổi. Ở xuống khác à? Mới ở xuống khác. Hoa. Anh lên lầu mình nha. Nói chung là các bạn căn nhà này hiện tại không có chủ mà được một cô coi lại, thì cô nói là nếu bạn nào mà có ý thích phiêu lưu mạo hiểm hay ngủ qua đêm, tại vì cô nói là có nhiều người đi đường á, đúng không, thì được cho phép ngủ qua đêm nếu mà lạc đường. Thì có cái em kia nói là căn nhà này không có ma, thì em tìm hiểu như thế nào nó cho đậu đúng không? Ừ. Nói chung em cũng Ừ. Tức là hầu như cái này sẽ sửa lại hết hả? Ừ. Sửa nhưng mà nó sửa chưa có tới, hiểu không? Sửa chưa xong hả? Cái con đường này là lại vô hay cái hành lang của mình đó. Ừ. Mình em quay lại thử. Wow, giường phòng quá trời phòng. Đóng cái phòng à? Đóng một cái phòng này. Mà thờ Phật không anh? Anh có về theo ấy không? Anh theo Phật rồi. Lại chưa? Hay ha, ở đâu có Phật ở đó có an tâm ha. Ừ. Luôn ngoài đây. Vậy đó, friend. Hồi xưa các ông chủ người Pháp giàu lắm ha. Ừ. Mới mua một căn nhà vậy chứ. Ông xây cái nhà này hả? Mới tiền á. Nhiều. Dạ. Dạ có tượng dạ. Phật anh. Có tượng có Phật. Có tượng Phật anh. Cái là người ta thờ ấy nè. Nhưng mà cái cách thờ này không biết là tại sao mà thờ vậy. Cái này nè. Thờ bác nè. Cái này thờ ấy nha. Nhưng mà nó cách thờ nó không hợp lý á. Theo đạo Phật cũng đúng mà theo là mẫu. Thờ nói nhiều quá. Ừ. Sao cái này là bây giờ sơn mới hết đây nè. Vâng, anh thấy nè. Gỗ lâu lắm. Trang nghiêm lắm. Ừ. Nhưng mà sắp xếp nó không hợp lý. Sắp xếp không hợp lý hả? Sắp xếp nếu theo người Việt Nam sắp xếp nó không hợp lý. Khác hẳn hồi xưa luôn ha. Hồi xưa anh coi lúc mà nhỏ anh coi trên TV á, khác hoàn toàn luôn. Bây giờ giống như một nhà thờ vậy. Anh đạo Phật. Đây là cái lầu 3 của cái ngôi nhà. Đây là cái lầu 3 nha. Tức là ở đây, ở dưới là cái ngôi lầu. Ở đây này là lầu 2 chứ ở đây. Đó, okay. Đó là đây và lầu 3 ở đây. Okay. Còn một lầu là 4. Vậy hồi xưa á, cái cô nó bị ở lầu nào? Khả năng lầu 4 quăng xuống. Lầu 4 quăng xuống trên kia. Tự tự xuống dưới đây. Còn tức là trên bên kia. Ờ. Lên lầu kia. Có tí nữa để em coi có đi được không? Nếu mà người ta còn chỗ thì đi được, nhưng mà khả năng là tự ở trên xuống. Ý là tức là đó là một cái trích truyện thôi chứ không có chính xác là có phải đúng hay không. Hiểu rồi. À, do đó mà bây giờ là tí nữa em từ lầu 4 nè. Là xuống dưới đây xong bắt đầu là ra sau kia thì em chỉ tí nữa là chỉ ra sau kia. Thế mà đi tiếp. Ở đây tầng 3 hầu như là bàn thờ hết. Tất cả đều thờ các vị thật. Thờ rất nhiều. Thì các bạn nha, cho đến bây giờ căn nhà này vẫn còn rất là nổi tiếng và có nhiều cái chuyện cái câu chuyện xảy ra nó vẫn còn lưu giữ tới bây giờ và rất làm rất là nhiều khách du lịch tò mò đến đây. Nhưng mà mình bất ngờ mình thấy rất là nhiều bàn thờ giữa cả hai tầng luôn, đó là tầng 3 đúng không? Tầng 2 và tầng 3. Tầng 2 của mình. Rất là nhiều bàn thờ, không biết là tầng 4 của mình.
Nghe thử thêm coi. Đây là cái cửa hồi xưa ở tầng 4 đó, là nó sẽ làm ở một cái đường này lên nè, là một cái chỗ ở chỗ này lên nè. Nhưng mà sau này á, do kiến trúc cái ngôi nhà bây giờ nó người ta làm một cái cửa đây đó, tức là người ta chế một cái cửa ngoài. Giờ mới đi được các kiến trúc xung quanh ở ngôi nhà này. Bảo cùng với Bob các kiến trúc. Lần đầu tiên em nhìn được cái ngôi nhà này luôn nè. Nó về luôn á, lần đầu tiên luôn. Sợ hả chú? Đâu, cái này chắc là ngon hả? Phải phát tới giờ hả? Ừ. Chứ làm sao mà người nào xây cái này đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này bằng gạch nè. Mà thời Pháp luôn á. Cái gạch này vẫn được. Được. Nó chắc. Ừ. Cái này mà đi chập chân té lại cổ đó. Đúng không? Ừ. Tức là cái tích đó là cô ta từ chỗ này nhảy xuống. Tức là khu vực này là không có, hồi xưa là không có. Khu vực này là gỗ hết. Nhưng mà khu vực trước trong phòng này đây. Trong hồi xưa này cái này không có nữa. Cái khu vực này là người ta mới làm lại khu vực này. Đây, ở đây là sàn này. Nó làm cái sàn anh, mới làm cái sàn lại. Hồi xưa là ở trên này. Hồi xưa là ngay chỗ này. Cái sàn này là anh cúi xuống anh. Cái sàn này bằng gỗ nha. Hồi xưa này nè. Sàn bằng gỗ. Tức là một cái lỗ nhỏ này để lên cái tầng này trên này. Ok. Nhưng mà bây giờ là do cái kiến trúc hoặc là nó bể, nó hư rồi thì người ta lót xi măng, người ta làm lại xi măng và người ta chế lại một bên này. Và năm 59 này người ta chế luôn sang hiệu ngoài đây luôn để dẫn đến tình trạng là nó vậy như vậy. Còn bây giờ cái này tự thờ. Chúng mình có một thờ đây rồi. Hồi xưa người ta tự thờ hết mà bây giờ mà bỏ hết rồi. Đấy, các có người ngủ mà. Thì tích truyện nó từ đây, chắc là từ đây. Chắc là nhảy xuống đó, từ đây nhảy xuống thôi. Wow, từ đây nhảy xuống hả? Ừ. Nhưng hồi xưa nó không có bên này đâu, những cái sách này không có. Bây giờ nó mới có thì thật vậy thôi. Hồi xưa là chỉ có con đường trước như thế nào anh ơi. Tức là nhảy đó xuống không? Ừ, hoặc là tức là tích truyện nó không có nó rõ chi tiết cho mình. Người ta nói gì nó sơ thôi. Là vấn đề là có người cô gái tự tử trong những ngôi nhà này. Ok, hướng đi ban Phật, hướng đi lên ban Phật này. Bây giờ cái này giống như một ngôi chùa rồi hả? Thì bây giờ đó một cái kỳ lạ ở chỗ là tại sao mà sau cái nhà cổ rồi sửa lại xong, tại sao không phát triển được cái một cái quán cà phê? Thì ở đây rất là đông khách, từ Sài Gòn lên rất đông khách, người ta ghé qua đây rất là nhiều. Nhưng mà tại sao không mở được? Đó là một cái lý do kỳ lạ của ngôi nhà này. Thì người ta đang sửa lại cái chỗ này. Đây là có cái loại đồ thờ cúng hết nè. Ở trong này cũng thờ cúng nè. Cũng bị thờ cúng nhiều lắm. Ừ, nhiều. Chưa hết đâu, để mình em dẫn một anh một chỗ nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vòng ra này đi. Cái này đường ra. Hương nhiều không?
anh thích em quá. Ở đây đưa ra đền mẫu. Em nhớ là ở miền Bắc người ta hay thờ mẫu á. Thì mình thờ Phật thì ở miền Bắc người ta bảo thì ở đây là thờ mẫu. Dạ. Bây giờ nó dưới nó là tâm linh ha. Dạ, ở đây là tâm linh. Chim hả? Có chim. Đà Lạt nó là miền đất, còn nhiều cái ha. Bí ẩn. Bí ẩn đúng không? Dạ. Là rừng núi. Chưa có khai phá hết được. Thật sự rất là đẹp. Nói thật sự luôn. Đà Lạt rất là đẹp. Hàng gì hồi xưa, hàng gì hồi xưa người Pháp á, thích ở Đà Lạt đúng rồi. Rất gần gũi thiên nhiên, cây cỏ này kia, tùm. Đúng. Rất là đẹp. Không khí nó đủ lạnh. Đủ lạnh. Đủ lạnh, chứ không có lạnh quá mà còn không quá. Đây là cái khu vực ấy thôi. Cái đèo Khe này là do một người Pháp tìm ra. Alexander là dạy xe anh. Alexander the Sen. Cái ông đó ông đặt tên cho công viên the Sen ở dưới ngay bờ hồ luôn. Dạ. Có thể nói là nước Việt Nam chúng ta các bạn nha, là ảnh hưởng văn hóa rất là nhiều quốc gia trên thế giới, không phải có Trung Quốc không mà cả cái nước châu Âu. Đúng rồi. Mỹ này cũng có nữa nè. Pháp nè, cả Trung Quốc. Mình ảnh hưởng rất là nhiều nền văn hóa của các nước trên thế giới. Và thật sự mà nói Đà Lạt đẹp như anh tưởng tượng. Dạ. Nhưng mà câu chuyện thì làm anh khó hiểu hơn anh nghĩ. Trong ngôi nhà ma này thì thực ra có rất nhiều cái biển. Thì nói chung là những cái biển này thì chưa ai giải thích được. Chỉ có những người mà chủ nhà hoặc sau đó nhà người biết. Thì những người dân kề cận ở đó thì người ta mới biết. Phùng Biển Bóp sẽ quay lại cái ngôi nhà ma này vào buổi đêm và coi lại có cái gì đặc biệt. Và tất nhiên cái tập buổi đêm này nó có rất đặc biệt hơn so với cái tập mà buổi ngày các bạn ạ. Cực kỳ đặc biệt nha. Và mình sẽ kể chi tiết cho các bạn. Buổi ngày mình đã kể cho các bạn trong cái clip rồi, mình sẽ không có kể lại nhiều nữa. Nhưng buổi đêm mình sẽ kể lại cảm nhận tại đó cùng với anh Bob nha. Mời các bạn cùng xem tập thứ 2.